chỉ về với ta trên khắp nẻo trần mà đường chân ai hay cay đắng loa này khi liêm này đã xa khuất tầm tay mà đường chân ai hay cay đắng loa này khi liêm này đã xa khuất tầm tay mà đường xin cảm ơn giọng ca thật tuyệt vời của anh Minh Cường. Hát về cây lúa hôm nay, ca sĩ chuyên nghiệp đến từ đội văn nghệ thôn Viên Đình, Thanh Điệp. Xin mời quý vị hãy chào đón ca sĩ bằng một tràng pháo tay thật giòn giã. Xin mời ca sĩ. Lần đầu tiên cho phép anh Kiệt gửi tới quý vị các bạn trong sân vận động ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thank you.
say xưa quên trong gió bất chợt buồn sóng chơi trời mưa mù và đôi vai xưa kéo dài thay trâu vì không có đất vì nước đã mất cho đến hôm nay những bàn tay em du biên phủ đi tới chân trời núi sông chiếc cầu che chân anh nhỏ bé tưởng như nung nung mãi mãi nung nung
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi ấy, mặc dù xa vẫn nhớ vẫn thương. Anh là nghe không quan hóa xứ chiều. Anh biết đây. Ngày này chương trình người ta khánh thành cái sân vận động và mời mấy tôn lên giao lưu văn nghệ cùng nhau. Mặc dù xa, anh luôn nhớ mùa đông. Mà thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ vì thấy ở Thank you.